Mọi người có tin vào câu quả báo không ạ? Riêng con thì có ạ. Nghiệp chướng bản thân gieo ra, không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ nhận lại hai chữ quả báo. Chuyện này đến với chính cha, đến với chính con người mà con rất thương. Cha con mất gần 2 năm rồi, và cái chết của ông ấy có lẽ chính là sự trả giá, thứ duy nhất mà ông ấy có thể trả cho những tội tày trời mà mình đã gây ra, chỉ có cái chết mà thôi. Con rất thương cha, rất thương, rất thương, dù cho cha có là người đi thế nào đi chăng nữa. Và dù có đau buồn đến mấy khi cha ra đi, nhưng con biết nó là xứng đáng. Những chuyện này con cũng chỉ được nghe mẹ kể rõ ràng cặn kẽ cách đây không lâu. Trước khi tiến đến và cưới mẹ, cha đã có một đời vợ và một đứa con gái. Cha ngày trước đẹp trai lắm, tới khi ông ấy già vẫn còn rất đẹp. Khuôn mặt thanh tú, dáng người cao ráo, phong độ, thuộc tích người có thân hình và gương mặt trẻ trung. Nhưng bù lại, cha là người có tính ăn chơi, không biết chăm lo gia đình. Dù đã có vợ và con gái, cha vẫn vô tâm, chỉ đi chơi bời suy nghĩ cho bản thân thôi. Mẹ kể rằng lúc vợ trước của cha mang thai, cha đã không hề chăm sóc, mà người nuôi bầu cho cô ấy chính là bà nội. Đến lúc đẻ, cha vẫn còn bồng bột lắm, chưa biết thương con, chưa biết rung động của cảm giác làm cha. Có lẽ bởi vì vậy mà cô ấy đã bỏ đi. Cô ấy đơn phương ly hôn cha và ẵm con đi biệt xứ. Con có nghe mẹ kể là đi vào Bắc. Mẹ con nói mẹ có được xem hình lúc chị ấy còn nhỏ. Mẹ thấy con và chị ấy giống y đúc nhau, gương mặt giống như sinh đôi ạ. Không biết câu chuyện này được đưa lên chị ấy có duyên để nghe được không. Sau đó khoảng 1 năm, cha gặp mẹ và kết hôn, hứa thề non hẹn biển. Và rồi mẹ siêu lòng chấp nhận cưới. Mẹ là con gái cưng của ông bà ngoại từ nhỏ, đã sống sung sướng. Nhưng khi cưới cha, cứ ngỡ mẹ được may mắn gả cho một người tử tế. Nhưng mà không, mẹ bị đánh đập hàng ngày, đánh tới mức chảy ra sức thịt. Có bầm dập tơi thả đi chăng nữa, mẹ vẫn cam chịu, không một lời oán than, cũng không về mách ông bà. Nhà lúc đó còn nghèo, mẹ kể tiền sinh hoạt chủ yếu là do mẹ. Cha chỉ có ăn nhậu và đi chơi đua đòi thiệt thôi. Biết cha vẫn chưa biết lo cho người khác, nên mẹ uống thuốc tránh thai và không muốn đẻ. Khi cha biết ông ấy đem vứt hết thuốc, không cho mẹ uống, để rồi cấn thai và đứa bé ấy chính là con. Nhờ mang thai con mà cha đã biết lo hơn, biết kiếm công ăn, việc làm. Cha có mối quan hệ rộng lắm, nhờ vậy mà làm giàu rất nhanh. Đợi đến khi sinh được đứa bé chính là con ra, thì gia đình đã rất sơ sảng. Thật cảm thấy may mắn vì con đã không như người chị trước. Người chị gái cùng cha khác mẹ của con, lúc gia đình đã có dư, cha lại ngựa quen đường cũ, không chịu kiếm tiền vì gia đình nữa, mà ông ấy lại rơi và tha hóa ăn chơi. Tiền có bao nhiêu cũng không đủ. Ông ấy là người ngoài vòng pháp luật, chơi với giang hồ, cầm đầu rất là nhiều băng nhóm giang hồ rửa tiền dơ bẩn. Đỉnh điểm là ông ấy đã đánh chết người. Ông vì xích mích không đáng có mà kéo giang hồ đánh chết người ta. Ông ấy là người dùng gậy đập đầu của người đàn ông xấu số kia đến vỡ hộp sọ mà chết. Do thời lượng video của bếp đã đạt tới giới hạn mà câu chuyện vẫn còn, nên admin sẽ chia ra làm 2 phần để cho mọi người cùng theo dõi nha. Ngày về báo tin dữ cho mẹ, mẹ đứng người không biết phải xoay sở như thế nào. Nhưng vì chữ tình chữ nghĩa và vì quá thương mà mẹ buộc phải cắn răng che giấu tội lỗi của cha. Cha bị cảnh sát và gia đình bị hại truy nã đến mức phải chuyển nhà và dùng bùa để che mắt. Lúc đó bùa trong người ông ấy rất nhiều, nào là tiền để đút lót, nào là tiền để đền bù nhà người đàn ông xấu số và vô vàn những thứ khác. Số tiền phải lên đến vài tỷ. Và cha đã qua khỏi kiếp nạn nên cha đã trốn thoát. Sau đó ông ấy đổ bệnh. Con không biết có phải ung thư phổi hay không, nhưng đợt đó xém một chút là ông ấy đã mất mạng. Mẹ hốt hoảng chạy ý đủ nơi để chữa bệnh cho cha. Trong vòng gần 1 năm, ông ấy hết bệnh, chỉ còn vài di căn. Có lẽ mẹ là người đã mắc nợ cha, và cũng chỉ có thể ở bên mẹ, cha mới toàn mạng sau bao nhiêu dòng bão, bao nhiêu tội lỗi mà cha đã gây ra. Nhưng cha đã không biết trân trọng,
cha đã đi cặp kè với cháu dâu bên nhà ngoại, là con dâu của em gái bà ngoại. Để khi chuyện bị lộ, cha và cô cháu dâu đó đã chối không nhận. Cha thề trước tổ tiên, nếu cha có làm thì xin được chết không toàn thây. Sau đó, cha cũng không còn quen cô cháu dâu đó nữa. Nhưng cha lại không thể tiếp tục ở bên mẹ. Vì vẻ ngoài đẹp trai nên cha đã nhanh chóng có người mới. Lần này cha gặp phải quả báo rồi. Ai cũng nói người đàn bà đó chơi bùa cha. Bà ấy là người bình định nên bùa ngải rất nhiều. Và nhìn vào cha thì ai cũng biết đã bị bỏ bùa. Sống với những người đàn bà đó gần 3 năm, cha về Bình Định để cất nhà, định sẽ về đó để ở luôn. Nhưng đây cũng chính là cái kết cho cuộc đời cha. Nhà vừa xây xong, cha về được ở đúng một ngày, thì qua ngày hôm sau, ông ấy chết. Chết do bể đầu, như cái cách mà ông đã làm với người ta. Ông chết ở nơi đất khách quê người, nên những người thân đã không hay biết sự thật. Lý do chỉ người đàn bà ấy mới biết được. Ở đám tang, được biết là do cha đã say xỉn và chạy xe không đội mũ bảo hiểm, chạy với tốc độ cao, đâm vào cột điện té lộn cổ xuống mương và đầu va chạm mạnh đến vỡ hộp sọ chết ngay tại chỗ. Cái chết giống như cái cách mà cha đã giết người đàn ông xấu số và lời thề trước bàn thờ tổ tiên. Sau đám tang, lần lượt những người trong gia đình, trừ bên ngoại bà con ra, thì tất cả những anh chị em của cha đều nói cha về báo mộng rằng không phải do té đập đầu chết mà do bị người ta đánh. Lúc đó cha chỉ có một mình không thể chống cự. Hình X quang chụp lại, xương đã gãy rất nhiều, đầu thì đã vỡ nát. Và sự thật về cái gọi là quả báo của cha vẫn không thể xác nhận là do gì đã gây ra. Thương cha lắm, nhưng để thấy tội nghiệp cha thì trong con chỉ có một phần thôi. Vì con biết đó là những gì cha cần phải trả giá và trả lại sự oan ức của người bị hại, trả lại sự tự do cho mẹ, nhưng lại cướp đi của con một người thân. Cha vẫn còn nhiều thứ rất tốt, nhưng không đáng để kể vì nó là trách nhiệm. Con sợ lắm, sợ khâu đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Cha ở nơi nào đó, cha hãy ăn năn, sám hối, bà quy đạo lại cha nhé. Ngay lúc này, có một con bướm to lắm, đang bay đi bay lại, chỗ con. Đây có phải là cha không cha? Con nhất định sẽ sống là một người tốt, làm những việc có ích hơn cho đời, cho người, để xin được rửa tội thay cha. Con chia sẻ câu chuyện này để mong rằng mọi người xin hãy sống thật tốt, tránh xa vòng lao lý, sống không vì mỗi bản thân mà vì còn gia đình, xã hội và những người xung quanh. Hãy có trách nhiệm và hãy là một người tốt. Con mong mọi người sẽ không nói nặng lời, không phỉ báng cha, vì cha đã là người đã khuất và những gì ông phải trả giá thì ông ấy cũng đã trả xong rồi. Chào mọi người, mình là Nam. Hôm nay mình quyết định lên đây kể khổ để thỏa nỗi lòng anh em con trai. Các chị em có đánh giá hay chỉ trích gì thì mình cũng kệ thôi. Mình là sinh viên vừa mới tốt nghiệp, quen em người yêu ở lớp học thêm tối. Em ấy xinh xắn và đáng yêu, được nhiều người tán lắm, nhưng cuối cùng mình là người tán được em. Lúc đầu mình cũng thấy tự hào khi có em người yêu vừa xinh xắn vừa hiểu chuyện. Vì em không bao giờ đòi hỏi mình phải tặng quà này nọ, nên những ngày kỷ niệm hay có ngày lễ gì, mình rất ít khi tặng quà cho em ấy. Lâu lâu có mua hoa tặng cho người yêu vui. Em bảo quà cáp làm gì cho tốn tiền, mình chỉ cần dẫn em ấy đi ăn là được. Nhưng giờ yêu được 2 tháng, mình lại thấy chúng mình không hợp, vì em ấy có cái thói ăn uống hoang phí quá. Đưa em đi ăn có phải đơn giản đâu, toàn chỗ sang chảnh là chính, mấy khi được quán vỉa hè. Mà quán vỉa hè cũng là quán kiểu lâu năm, lâu đời ở trên Hà Nội, giá cả như trên trời. Buffet thì cứ đều đều một tháng sương sương, 5 đến 8 bữa, nào là sen Hồ Tây, buffet xứ, buffet Daiu Hotel Hà Nội, vân vân, toàn chỗ VIP ấy. Hai đứa đi cũng ngót nghét 2 triệu bạc, tháng nào cũng phải 5 triệu đến 8 triệu tiền ăn buffet. Nếu là lẩu buffet thì là thích kiểu kichi kichi, kinh BBQ, giá cũng thuộc hàng chung và cao rồi. Mà lắm khi còn không chịu đi ăn buffet mà còn đòi đi ăn Halilao cơ. Mà vỉa hè thì cũng phải đặc biệt phở xào, gì gì mà 60k một đĩa, bún cũng phải 60-70k,
bún đậu mắm tôm 80k, rồi còn đưa đi ăn cả hải sản. Nghĩ mà ruột quặn đau. Còn chưa kể đến là những đồ ăn kiểu lặt vặt như là bông lan trứng muối, rồi là bánh mì phô mai, bò khô, nai khô, thường xuyên. Rồi còn chưa kể thêm là đồ uống kiểu Starbucks, Highland, Phúc Long, trà sữa thì phải uống giờ Alay, Đinh Ti, full topping, coi là thường xuyên nhá. Kể xong cũng thấy mệt, chứ sao mà ăn nổi nhở. Thật ra mình cũng không tiếc tiền đưa em ấy đi ăn, nhưng mà thường xuyên đi ăn ở chỗ đắt tiền như thế này thì mình cũng thủng bí mất. Thú thật mình thấy hơi sợ, lần nào đi ăn mình cũng trả tiền. Thu nhập mình một tháng gần 15 triệu, mà tháng vừa rồi biếu mẹ 2 triệu, còn lại hết sạch chỉ vì đi ăn với uống, không để ra nổi một đồng nào. Tính mình đi ăn là ăn cho thoải mái, ăn cho ngon, nhưng mỗi lần đi ăn với người yêu, mình bị bắt phải ăn mặc thật là bảnh dai, phải thật là VIP, vì người yêu bảo là đi ăn mấy chỗ này không thể ăn mặc xoàng được. Ăn thì ít, mà check-in thì nhiều, up hết Facebook, Insta, Zalo, chắc cũng không ăn được nhiều, nhưng cứ thích là đi ăn thôi, đam mê đi ăn nhưng mà lại không ăn, kỳ thật chứ. Mà mấy lần mình cũng có nói với người yêu rồi, kiểu là ăn uống vừa vừa phải phải, tém tém lại thôi, thỉnh thoảng nên thử những món ăn bình thường nhẹ nhàng một chút, ăn uống đúng chất ăn uống ấy, chứ đừng vì chỗ sang đẹp mới đi ăn. Nếu cần chụp ảnh thì nhiều chỗ chụp mà. Nhưng nếu mình bảo là em có đòi anh quà gì đâu, chỉ là đi ăn thôi mà, đàn ông đi làm không đủ tiền nuôi ăn thì có nói chuyện làm gì. Xong mặt nặng mày nhẹ nên mình cũng không dám đề cập đến vấn đề này nữa. Mình thấy ăn gì thì ăn, chứ cái kiểu như này đúng là kiểu tán gia bại sản, tan hoang nhà cửa, bao nhiêu tiền cho vừa. Chắc mình nên dừng lại chuyện tình cảm này, nhường cho người may mắn khác. Có bạn nam nào kiểu như mình mà vẫn yêu tiếp không? Phải làm thế nào? Mình phải kiếm ra thật nhiều tiền à? Mọi người cho mình lời khuyên với.